quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Motul. Lý hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi và khui hộp cái mẫu sản phẩm cực kỳ hot hit mới nhất thị trường hiện tại. Nó chính là cái mẫu Infica có mã là M617 Beless Fog Lab. Và cái mẫu Infica này thì chắc hẳn là các bạn thường xuyên theo dõi kênh YouTube Kim Motul đều đã biết đến cái sản phẩm cái mã là M617 này từ lâu. Và hiện tại ở trên tay mình nó chính là cái phiên bản mới nhất của công ty Infica. Nó vẫn có mã là M617 nhưng là phiên bản 2021. Ở cái phiên bản 2021 này thì nó sẽ khác với những cái phiên bản tiền nhiệm thế hệ trước, nó là năm 2020 và năm 2019, nó ở điểm gì. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi cái hộp này cũng như là cái sản phẩm này nó sẽ là như thế nào. Trước mắt các bạn, hiện tại là mình đã cầm một chiếc hộp có cái mã là M617 Beless Fog Lab của thương hiệu Infica. Cái thương hiệu Infica này nó đã ra mắt thị trường cách đây vài năm rồi và đã được các anh em trên toàn quốc cực kỳ là yêu thích và hưởng ứng lựa chọn cái sản phẩm này. Có một cái giá thành cực kỳ hấp dẫn nhưng độ sáng và độ bền thì khá là ok, phải gọi là ngon bổ rẻ trong tầm giá. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần thông số kỹ thuật của MB này. Thì MB này sẽ có cái lens kính size là 3.0 inch và cái giải điện áp giải rộng nó sẽ từ 9 cho đến 18V. Và MB này nó sẽ có 3 dải màu. Thì hiện tại cái mẫu hộp này thì người ta vẫn là sử dụng là cái mẫu hộp giống như phiên bản trước, thì nó sẽ khác một xíu ở cái dải màu ở đây. Thì dải màu đây nó sẽ trên hộp người ta sẽ ghi là dải màu 5000 cho đến là 5500K. Và tiêu chuẩn IP67 nó là tiêu chuẩn chống nước, chống bụi. Và chế độ code của MB này nó sẽ đạt là 35W và chế độ pha của MB này nó sẽ đạt là 40W. Và ở đây nó sẽ có một số các cái. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay cái phần mặt bên hông bên này. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có một số các cái phần ký tự. Thì điểm qua một số cái phần ký tự này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó có sẽ có những cái chế độ code và chế độ pha. Và B này nó sẽ là bi LED. Thì cái giải màu 5000 đến 5500, tiêu chuẩn IP67 và giải điện áp để gắn lên những cái chiếc xe máy cũng như là những cái chiếc xe hơi hoặc là những cái chiếc xe tải mà có giải điện áp dao động từ 9 cho đến 18V. Thì thường là xe máy cũng như là những chiếc ô tô hoặc là những cái chiếc xe tải cỡ nhỏ nó sẽ có giải điện áp là 12V. Và tiếp theo ở phía mặt sau thì nhà sản xuất người ta sẽ in cho chúng ta một số cái phần effect như sau. Thì ở đây sẽ là hiển thị ở chế độ code và đây sẽ là hiển thị ở chế độ pha. Thì các bác có thể nhìn thấy là ở chế độ code của MB này nó sẽ có cái phần chân ánh sáng hình vòng cung và phần đường cắt là đường cắt phẳng. Phần trung tâm ánh sáng thì em này nó sẽ sáng ở phần trung tâm ánh sáng. Ở chế độ pha thì nó vẫn như thế, nó chỉ khác là nó sẽ có thêm một cái phần pha là nhũ ở đây. Và em bi này nó sẽ mạnh nhất là ở phần trung tâm ánh sáng, nó chính là cái chỗ mà chúng ta quan sát nhiều nhất. Khi chúng ta lắp lên những chiếc xe thân yêu chúng ta thì chúng ta sẽ quan sát cái phần tâm ánh sáng này là nhiều nhất. Đó. Và đây sẽ là cái phần ánh sáng người ta chụp hình ảnh thực tế khi mà soi ở bên ngoài. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái mã của em bi này, nó sẽ là mẫu M617 Dual Color Blue. Thì cái mã M617 nó chính là cái mã của cái MB này, nó là 617 Dual Color ở đây. Thì cái MB này nó sẽ có 3 dải màu sắc chính. Thì tí nữa em sẽ đi sâu vào cái phần dải màu sắc sau. Và cái phần blue ở đây, thì cái phần blue ở đây nó chính là cái màu của lens kính. Thì cái phiên bản này thì nhà sản xuất người ta đã tráng một lớp AR lên cái phần lens kính rồi. Thì ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là những cái hình mà người ta chụp của những cái chiếc xe khi mà đã độ những cái phần bi này lên những cái phần cản trước cũng như là gọi là cái đèn sương mù khi mà lắp lên những cái chiếc xe. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có một cái hình chiếc xe đã gắn cái phần bi này khi mà soi lên mặt đường nó cực kỳ sáng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi xăm soi và khui hộp cái mẫu này. Thì bây giờ là em sẽ khui hộp cái sản phẩm này. Thì cái truyền thống của mẫu M617 họ luôn luôn làm như thế này. Chất liệu bằng bìa cắt tông, thân thiện với môi trường. Và tiếp theo là chúng ta sẽ mở cái phần dưới này lên. Đó, khi mở cái phần ở trong hộp này thì chúng ta sẽ thấy có một lớp xốp để bọc chống sốc cho cái sản phẩm này của chúng ta. Và khi khui hộp ra thì ở bên trong bên em sẽ có cái nêm cạc cửa hàng bên em. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em để phần nêm cạc ở đây hoặc là ở trên góc màn hình. Thì bên em sẽ ship hàng đến mọi miền tổ quốc. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong phần hộp này nó sẽ có 2 MB. Thì tất nhiên rồi, những cái phần bi để dành cho những cái chiếc xe hơi thì nó sẽ có 2 MB và 2 MB này nó sẽ là giống nhau. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ đi xăm soi cái phần pad ở đây. Thì cái phần pad ở đây thì nhà sản xuất thì người ta có tặng kèm cho chúng ta là một cái túi như thế này. Thì cái phần pad này thì nó sẽ có khá nhiều ốc và tác. Đó, sau khi là em đã đổ nó ra cái mặt bàn làm việc của em ở đây thì chúng ta sẽ được tặng kèm là hai cái pad như thế này. Thì hai cái pad như này thì chúng ta sẽ phù hợp gắn cho những cái chiếc xe tải mà nó sẽ không có chỗ để chúng ta bắt đèn gầm. Thì có nhiều chiếc xe tải thì họ chỉ dập ở trên cái bát đà sốc là nó chỉ là có những cái lỗ để chúng ta có thể là gắn những cái đèn tùy biến sau này thôi. Thì hai cái pad này nó sẽ phù hợp cho những cái chiếc xe tải. Rồi, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ có đến 4 cái pad như thế này. Hình thức của cái pad nó sẽ là như thế này. Thì chúng ta sẽ gắn lên những cái chiếc xe dòng Honda, dòng Ford và Mitsubishi. Đặc biệt là những em Mitsubishi Xpander thì gắn những MB như thế này và cực kỳ là đơn giản. Thì chúng ta sẽ gắn cho những cái chiếc xe mà em vừa liệt kê ra đó thì chúng ta sẽ gắn như zin.
thì khá là đáng tiếc cho cái sản phẩm này. Khi mà gắn lên những cái chiếc xe mà dòng Toyota hay là dòng Nissan thì bên em sẽ có những cái phụ kiện khác để các bác có thể lựa chọn khi mà lắp lên những cái chiếc xe đó, nó dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Thì giới thiệu với các bác, đây là cái bộ pass của mẫu M617 dành cho những cái chiếc xe dòng Nissan. Thì những cái pass này nó sẽ là pass hàng xịn chính hãng. Đó, thì cái pass này nó sẽ không kèm theo cái bộ này. Thì những cái chiếc xe mà dòng Nissan thì các bác có thể mua rời. Còn những cái chiếc xe mà dòng Honda này, dòng Ford và dòng Mitsubishi thì những cái bộ pass kèm theo như thế này thì các bác sẽ sử dụng là như zin. Và đặc biệt là những cái chiếc xe mà dòng Toyota thì ở đây là bên em cũng có những cái bộ pass để dành cho những cái chiếc xe dòng Toyota. Thì ở trong này nó có rất nhiều những cái con ốc đấy, cho nên là em sẽ không tiện cắt túi ra. Thì em sẽ giơ này thì các bác có thể là hiểu là cái sản phẩm này khi mà gắn lên những cái chiếc xe dòng Toyota thì chúng ta sẽ phải mua thêm những cái phần pass như này. Đó, mã là M617 Toyota Blackgate. Đây là hàng xịn chính hãng các bác nhé. Đó, rất là thiệt thòi cho các bác dòng Toyota hoặc dòng Nissan hoặc một số các dòng khác thì các bác phải mua thêm. Còn những cái xe mà em vừa liệt kê ra như lúc đầu em nói đó thì các bác sẽ về gắn như zin, sẽ không cần phải mua pass. Và đặc biệt là bên em sẽ tặng kèm cho các bác những cái bộ jack cốt như này. Thì những cái bộ jack cốt là dành cho những cái xe phổ thông chân H11 này, H8 này, chân 9905, 9906. Cái phần jack cốt này nó sẽ gắn được vừa cho những cái chiếc xe như em vừa kể mà có cái phần đuôi chân như thế. Thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác là những cái bộ jack cốt như thế này, về các bác sẽ cắm vào như zin, sẽ không cần phải cắt dây để chúng ta gắn lên xe nữa. Thì cái này chúng ta chỉ cắm jack zin, như thế là nó sẽ đảm bảo cho cái đèn của chúng ta hoạt động lâu dài mà nó không bị mô ve. Rồi, thì bây giờ là em sẽ khui cái nhân vật chính của chúng ta ở đây. Trước tiên là em sẽ phải dọn cái phần ốc pass ở đây đã. Rồi, thì bây giờ là em sẽ khai quật 2 MB này lên. Thì 2 MB này nó sẽ giống nhau, thì em sẽ để một em ra đây và em sẽ review cho các bác cái MB này. Rồi, thì em sẽ bỏ cái hộp này sang một bên. Và đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta ở đây. Một MB cực kỳ là đẹp, có thiết kế cực kỳ là khôn, vuông vắn, rất là đẹp. Và như thường lệ thì em sẽ review cho các bác là từ phần đằng trước cho đến phần đằng sau của MB này như mọi khi. Và trước mắt các bác thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần thấu kính cực kỳ là to và đẹp. Thì MB này sẽ có cái phần len kính có size là 3.0. Thì phần len kính này thì chúng ta được tráng một lớp AR cực kỳ là đẹp, nó là màu xanh tím. Thì cái màu xanh tím này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó thay đổi theo góc nhìn. Và cái màu xanh tím này nó sẽ là màu xanh lục bảo cực kỳ là đẹp vật chất. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy là nó tím ngắt như này. Nghiêng ra cái phần ánh sáng chỗ khác nó sẽ phản xạ ánh sáng, nó sẽ thay đổi màu sắc cực kỳ là đẹp. Và tiếp theo, để tô điểm cho cái phần bi này, nó có cái phần diện mạo phía ngoài, khi chúng ta nhìn vào nó sẽ có thêm cái đường viền bằng inox ở đây. Đây là đường viền bằng inox các bác nhé. Đó, riêng cái phần MB có cái mã là M617 thiết kế từ trước đến nay nó sẽ luôn theo một cái phần thiết kế chung như thế này. Và đặc biệt là những MB có cái mã M617 của thương hiệu Infica, nó luôn luôn có cái vòng này, nó sẽ nhìn rất là đẹp và chất, nó khác hẳn với các cái sản phẩm thương hiệu khác trên thị trường. Đó, thì khi chúng ta nhìn thấy cái vòng ở đây cực kỳ là đẹp. Và cái vòng ngoài ở đây nó sẽ chính là phần inox 304, phần inox không gì. Đó, và những cái sản phẩm này khi em bán ra thị trường cho anh em lắp trên xe, người ta đi đến 2-3 năm nay rồi và cái vòng này nó vẫn cứ sáng quắc ra, nó không bị gì, cực kỳ là đẹp và chất. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy MB này, nó sẽ là có một thân body dạng nguyên khối. Lý do tại sao mà những cái chiếc bi gầm chúng ta luôn luôn có những cái sử dụng là thân nguyên khối, thì các bác có thể biết là những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta khi mà gắn lên những cái chiếc xe đó, thì ở đây các bác có thể nhìn thấy những cái hình ở những cái chiếc ô tô thì luôn luôn gắn vào cái phần cản trước là cái phần gầm đằng trước của những cái bánh xe. Thì cái phần thiết kế dạng nguyên khối như này nó sẽ đảm bảo cho chúng ta những cái tính năng là chống nước và chống bụi cực kỳ là hiệu quả. Đó, và MB này nó sẽ có cái phần thân ở đây, người ta sẽ là đúc bằng nhôm, sau đó người ta CNC phay những cái phần phay ở đây cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Thì các bác có thể nhìn thấy là MB này nó sẽ có cái phần sơn, được sơn màu đen. Màu đen này nó không phải là màu đen bóng mà nó sẽ là màu đen nhám nhám. Đó, nhìn cực kỳ là chất. Và ở trên sản phẩm này thì chúng ta sẽ có những cái phần lỗ ốc như tay em đang chỉ ở đây để chúng ta bắt lên những cái phần pad. Đó. Và tiếp theo là sẽ đến cái phần phía đằng sau này. Cái phần phía đằng sau này nhà sản xuất làm thì nó cũng tương tự như những cái sản phẩm trước đây, đều giữ lại là những cái phần cánh tản nhiệt ở đây. Thì những cái phần cánh tản nhiệt ở đây đối với cái sản phẩm của thương hiệu Infica này thì họ làm cái phần tản nhiệt ở phía đằng sau này khá là dài, nó sẽ dài hơn những cái sản phẩm của những cái thương hiệu khác một xíu. Nhưng những cái sản phẩm mà nó có cái đuôi tản nhiệt nó dài như này thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta là tản nhiệt những cái bi này nó tốt hơn. Đó, thì có nhiều anh em có hỏi tại sao những cái phần bi như thế này nó không sử dụng quạt tản nhiệt mà những cái phần bi pha nó sẽ sử dụng quạt tản nhiệt. Thì xin thưa với các bạn cũng như là các bác, thì những cái sản phẩm bi gầm như này thì khi chúng ta lắp lên những cái chiếc xe, thì khi những cái chiếc xe của chúng ta di chuyển thì gió nó sẽ lùa từ đằng trước này ra đằng sau và sẽ lùa. Thì những MB như thế này thì khi chúng ta di chuyển những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta, khi mà gắn những MB như này lên thì khi cái xe di chuyển thì nó sẽ tạo một luồng gió, và chính cái luồng gió đó nó sẽ làm mát cho MB này, cộng với lại việc là gió nó sẽ chạy qua những cái phần cánh tản nhiệt như ở đây. Đó, ở dưới mặt dưới này chúng ta sẽ nhìn thấy cái cánh tản nhiệt cực kỳ là nhiều, gió nó sẽ đi từ đằng trước này qua những cái phần tản nhiệt này, nó sẽ mang theo hơi nóng ra ngoài. Còn những cái phần bi mà độ vào trong pha
thì ở phía đằng trước này nó sẽ là cái phần kính nó cạn, thì cái phần bi đó nó sẽ cực kỳ là nóng và nó sẽ cần những em quạt có thể là gắn ở phía bên dưới này để giải nhiệt, hoặc gắn ở phía sau, tùy vào từng loại bi do nhà sản xuất người ta thiết kế. Còn tất cả những cái em bi gầm nói chung đều không có quạt tản nhiệt đó, thì các bạn có thể hình dung là những em bi này mà gắn cái phần quạt tản nhiệt ở đây hoặc gắn cái phần quạt tản nhiệt ở đây thì nó sẽ rất là ok. Nhưng những cái phần bi này nó luôn luôn gắn ở đằng trước của những cái phần bánh xe đó, thì khi những cái phần bánh xe chúng ta di chuyển nó quay này thì khi đi mưa bùn đất nó sẽ văng vào đây, nó sẽ làm hỏng quạt, kẹt quạt và cháy quạt. Còn những cái sản phẩm này thì nó không cần đến những cái phần quạt như thế, thì nó sẽ tăng cái độ bền cho những cái phần bi như này cực kỳ là ok. Đó, đây là cái phần thiết kế và cái phần triết lý thiết kế nói chung của những cái dòng bi gầm. Đó là cái điều mà làm lên cái sự khác biệt giữa bi pha và bi gầm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ở cái sản phẩm này nó sẽ có một đoạn dây như thế này. Và ở cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một sự nâng cấp nhẹ nhẹ đến từ cái cục driver ở đây. Thì trên cục driver ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ có một cái mã mới, nó chính là mã là M617. Họ sẽ viết thêm những ký tự là SHSE ở đây. Thì ở đây nó sẽ có thêm cái tem của nhà sản xuất. Thì cái tem này là do bên em có dán thêm vào. Thì ở trên này nó sẽ in ngày tháng. Thì khi em ship hàng cho các bác thì em sẽ đánh dấu ngày tháng. Và cái sản phẩm này sẽ được bảo hành là 20 tháng các bác nhé. Ở những cái sản phẩm trước của cái mã M617 này chỉ được bảo hành là 15 tháng. Và cái sản phẩm này họ sẽ tăng lên cho chúng ta lên là 20 tháng. Họ sẽ cộng thêm là 5 tháng nữa, cực kỳ ok. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ vẫn là 4 cái màu dây của cái những cái phiên bản trước. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có dây đen này, dây đỏ, dây trắng và dây vàng. Thì ở cái dây đen đỏ ở đây thì chúng ta sẽ bắt vào dây gầm, nó sẽ là dây âm và dây dương. Đó, và cái dây trắng và dây vàng ở đây thì chúng ta sẽ kéo lên cái đèn pha chính của chúng ta, nó là một dây âm và một dây dương ở chế độ pha. Thì khi cái bi này chúng ta bật công tắc lên thì mặc định nó sẽ là chế độ cốt. Đó, và khi chúng ta bật đèn pha ở trên cái đèn pha chính của chúng ta thì hai cái dây trắng và dây vàng này nó sẽ đưa tín hiệu xuống cái mặt chập của em bi này, nó sẽ chế độ pha ở trong em bi này. Và em bi này nó sẽ là bi led chế độ pha cốt. Và em bi này nó sẽ có 3 chế độ màu. Và bây giờ là em sẽ đi sâu vào 3 cái chế độ màu của em bi này, điều mà nó sẽ làm nên cái sự khác biệt hoàn toàn so với lại những cái thương hiệu khác ở trên thị trường, cũng như là những cái phiên bản trước. Thì ở đây là em sẽ có một em bi cũng là mã là M617. Và em bi này nó sẽ có cái dải màu là 5500 kV. Đây là mã của nhà sản xuất. Đó. Thì các bác có thể biết là ở những cái phiên bản trước ấy, thì em cũng đã review và khui hộp cái mẫu M617 này rồi. Thì các bác có thể lựa chọn giữa cái dải màu là 4300. Thì ở đây em sẽ có một cái dải màu hộp, ở trên hộp nó ghi là màu 5500. Thì em quên không mang cái dải màu 3000 ở đây cho các bác. Thì bình thường chúng ta chỉ lựa chọn được dải màu 5500, 4300 hoặc màu 3000 trên một MB. Nhưng hiện tại với cái phiên bản mới nhất của năm 2021 này, nhà sản xuất người ta đã cải tiến một MB này sẽ đáp ứng được 3 dải màu. Nó sẽ có những dải màu như sau. Dải màu 3000K là dải màu vàng. Thì chúng ta có thể đi vào những cái khu mà có sương mù, mưa dày đặc thì chúng ta có thể đi màu 3000K. Và dải màu tiếp theo nó sẽ là dải màu 4300K. Thì cái dải màu 4300K này thì chúng ta có thể là đi ở những cái cung đường, ví dụ là trời mưa phùn hoặc là đường cao tốc. Thì đường cao tốc thì họ hay đổ những cái dải áp phan nó cực kỳ là đen, thì chúng ta sẽ đi cái dải màu 4300 này, nó sẽ tăng cái độ bám đường và nó sẽ giúp chúng ta dễ quan sát hơn. Và dải màu tiếp theo ở MB này nó sẽ cho chúng ta cái dải màu là 5500K. 5500K ở đây không phải là 5500K tiền mà nó là Kelvin. Cái dải màu Kelvin ở đây nó sẽ là dải màu quy ước chung toàn thế giới, nó sẽ là dải màu là màu trắng ngà. Đó, màu 5500 nó sẽ là dải màu trắng ngà. Thì chúng ta sẽ đi ở trong những cái khu đô thị đông người, hoặc là chúng ta đi phố thì đi những cái dải màu như thế cực kỳ ok. Hoặc là chúng ta có thể là đi trên đường quốc lộ những cái ngày nắng ráo, tạnh mưa, nó không mưa thì chúng ta có thể đi cái dải màu là 5500 cực kỳ ok. Nó sẽ tăng cái độ sang trọng cũng như là độ đẹp cho những cái chiếc xe mà độ những MB như thế này. Thì có nhiều bác chạy những cái chiếc xe du lịch mà gắn những cái MB có dải màu 3000 thì nhìn nó hơi kỳ. Thì có nhiều bác nói là những cái chiếc xe du lịch mà gắn cái màu 3000 như thế là nó nhìn nó như kiểu những cái chiếc xe khách ấy, nhìn nó không lịch sự. Nhưng những bác đó lại ưu tiên cái độ bám đường, và những cái bác đó thường là ở những khu vực núi cao hay có sương mù hoặc là hay có mưa, đường ngất thì các bác sẽ ưu tiên dùng cái những cái dải màu đó. Và đối với lại cái sản phẩm màu M617 này thì nó sẽ đáp ứng cho các bác đủ những cái yếu tố em vừa nêu trên. Thứ nhất, đường sương mù, đường mưa ướt khó đi thì các bác sẽ đi màu 3000 ở trên MB này luôn. Đường cao tốc hoặc đường quốc lộ mà có mưa phùn thì các bác có thể đi dải màu 4300. Các bác đi dải màu 5500, đi trong khu vực thành phố, đường nội đô vào những cái ngày nắng ráo đẹp trời thì chúng ta sẽ đi màu 5500. Đối với lại MB này nó sẽ đáp ứng được đủ 3 cái dải màu cho các bác. Và với cái công suất là khá là khiêm tốn, chỉ có 40W, cực kỳ là tiết kiệm điện, và cái độ sáng của em này cũng khá là khủng. Thì những cái sản phẩm tiền nhiệm như ở đây em đang bày thì bên em đã tung ra thị trường từ những năm 2019 và năm 2020 và hiện tại là năm 2021. Thì bên em đã tung ra thị trường khá nhiều cái sản phẩm này, lên đến vài ngàn bộ các bác nhé. Nhưng chưa bao giờ có cái sản phẩm nào mà bên em cung cấp ra bị lỗi để bảo hành đổi mới. Đó, với một cái số tiền chi trả cho một cặp bi như này nó chỉ hơn 2 triệu đồng,
Nhưng cái độ bền của em này thì em phải khẳng định một lần nữa ở trên video này, em phải khẳng định một lần nữa nó sẽ là ngon, bổ, rẻ trong tầm giá. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi gầm có cái mã là M617 Dual Color Blue Lens ở đây cho các bác coi. Rồi, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Hẹn các bác ở cái video em đi test cái sản phẩm này thực tế ở ngoài trời. Và nếu như các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em để ở phần nền tảng ở đây, thì các bác có thể là order về để gắn lên chiếc xe thân yêu của các bác. Và bên em có bán ở trên những cái trang thương mại điện tử, ví dụ như Lazada, Shopee, Facebook và Zalo đó, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em. Mọi thắc mắc có thể là bên em sẽ giải đáp hoặc là hướng dẫn, tư vấn và setup cho các bác những cái sản phẩm ngon, bổ, rẻ, hàng xịn chính hãng như thế này, để các bác có một cái sự trải nghiệm mang lại cái sự an toàn khi chúng ta di chuyển trên những con đường. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại. Chào các bác. Rồi luôn, thưa quý vị, thì hiện tại là em đang test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi gầm có cái mã là M617 phiên bản 2021. Thì cái phiên bản này nó sẽ có một sự cải tiến đáng giá, và bên em đã rất mong chờ cái phiên bản này nó ra, và đến hiện tại bây giờ là nó đã trên tay của em. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi gầm có mã là M617. Thì cái MB này, cái điểm lợi thế và điểm mạnh lớn nhất của MB này, nó chính là một MB khi chúng ta đầu tư lên một chiếc xe thân yêu của chúng ta, nó sẽ đảm nhiệm cho chúng ta ba giải màu sắc chính. Và khi chúng ta đầu tư một cặp bi như này thì cái lợi ích chúng ta nhận được nó sẽ là nhân 3 hoặc nhân 4 lên. Thì điều đó nó sẽ được em test thực tế ngay bây giờ. Thì trước mắt các bạn thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái giải màu có cái giải màu là 5500 kelvin. Thì MB này nó sẽ có ba cái giải màu cơ bản, nó là màu 5500, màu 4003 và màu 3000. Ở chế độ pha cốt thì chúng ta sẽ có sự thay đổi một xíu. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế. Rồi, thì khi chúng ta bật lên thì cái MB này nó sẽ cho một cái giải màu nhất định. Thì ví dụ như chúng ta muốn chuyển chế độ màu thì chúng ta sẽ chỉ cần là bật tắt công tắc chính ở chế độ đèn gầm ở trên những cái chiếc xe ô tô của các bác đó. Và bây giờ là em sẽ thay đổi màu sắc của MB này. Hiện tại là màu 5500 kelvin. Em tắt đi và em bật lại. Đó, thì cái giải màu hiện tại hiện giờ nó sẽ là giải màu vàng, màu 3000 kelvin. Và em tắt đi, bật lại. Và hiện giờ nó sẽ là cái giải màu 4300 kelvin. Thì cái giải màu 4300 kelvin này là cái giải màu được nhiều anh em săn đón và lựa chọn nhiều nhất. Đó, và MB này nó vẫn có chế độ pha cốt như ở những cái phần bi khác từ trước đến nay em bán đó. Thì cái MB này ở cái chế độ màu 4300 này nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với lại những cái MB khác là gì? Là cái vùng trung tâm thì các bác có thể nhìn thấy là ở phía hai bên thì sẽ có giải màu là ngà vàng, và ở giữa nó sẽ có là cái giải màu màu trắng ở giữa, cực kỳ là sang trọng, và nó sẽ tăng cái độ sáng ở phần trung tâm cho chúng ta quan sát nó thuận tiện hơn. Và khi chúng ta pha thì cái điều khác biệt hoàn toàn với những cái sản phẩm còn lại trên thị trường nó là gì? Khi chúng ta bật pha đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái giải màu vàng. Để em cho thấp xuống một xíu. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy là cái giải màu vàng ở chế độ pha. Thì ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có cái sự cải tiến không thể lẫn vào đâu được so với lại những phần bi khác ở trên thị trường là gì? Là ở chế độ này thì chúng ta sẽ có cái giải màu 4003 ở chế độ cốt, và phần trung tâm nó sẽ có cái phần ánh sáng màu trắng. Khi chúng ta pha thì nó sẽ có thêm cái giải pha màu vàng cực kỳ là đẹp và bắt mắt. Đó, thì bây giờ em sẽ test lại. Đó, đây là chế độ cốt và đây là chế độ pha. Thì hiện tại là em đang quay buổi tối cho nên là cái phần ánh sáng nó sẽ không được nhìn rõ bao quát nhiều lắm. Bởi vì là dù sao thì khi em quay ở trên cái máy quay này thì cái phần cứng của cái máy quay nó sẽ không thể bắt nét hoàn toàn được ở phía tận đằng xa ở đằng kia. Và các bác có thể thấy là cái xe đi ngược chiều thì người ta sẽ không bị chói mắt. Và bây giờ là em sẽ thay đổi chế độ của cốt của MB này. Đó, và đây sẽ là giải màu 5500 kelvin. Đó, thì em sẽ dương xa ra. Thì cái chế độ này thì khi chúng ta bật chế độ pha cốt thì nó vẫn là một màu các bác nhé. Đó, pha trắng cốt trắng. Từ đây lên cái biển phía đằng xa kia nó rơi vào tầm 270m. Thì em sẽ quay cao lên một xíu thì các bác có thể nhìn rõ được cái đoạn đường này. Thì các bác có thể nhìn thấy là cái phần ánh sáng, phần trung tâm ở phía giữa con đường ở đây là chế độ pha, nó sẽ trải dài ra tận ở phía đằng xa kia. Và các bác có thể nhìn thấy là cái dải cốt là đường chân cắt chế độ cốt cho đến tận cái biển phía đằng xa, cho cái xe máy ở đằng xa người ta đang đi đó. Thì chúng ta sẽ thấy một cái sự liền lại ánh sáng, nó chạy từ phần chân cốt ra đến tận phía cái biển ở phía đằng xa kia. Thì hiện tại ở đây là em đang test ở một bi, thì cái đường ánh sáng nó đã được như thế này rồi. Thì khi chúng ta lắp lên những cái chiếc xe ô tô thân yêu của chúng ta, nó nhân đôi cái phần ánh sáng lên thì nó sẽ khủng như thế nào. Và bây giờ là em sẽ đổi màu ở chế độ đổi màu. Đó, đây là chế độ màu 3000. Thì các bác có thể nhìn rõ ở cái chế độ màu 3000 này, nó sẽ phù hợp cho chúng ta đi những cái ngày mưa, ngày sương mù, thậm chí là những cái cung đường hiểm trở gập ghềnh khó đi. Thì chúng ta nên để cái chế độ màu 3000 như thế này, nó sẽ tăng cái độ bám đường cho chúng ta hơn. Và bây giờ là em sẽ chuyển sang cái chế độ màu 4003 cho các bác coi. Đó, đây là giải màu là 4003. Đó, thì cái phần ánh sáng ở phía đằng cái biển đằng kia thì các bác có thể nhìn thấy là nó đang là màu vàng, đúng không ạ? Thì hiện tại em để nó quá xa thì em sẽ hạ thấp xuống một xíu thì các bác sẽ nhìn rõ cái phần màu vàng ở phía bên trên. Đó, đây là chế độ màu 4000, bật cả pha lẫn cốt. Đây là chế độ màu 5500, bật cả pha lẫn cốt. Và bây giờ đây sẽ là giải màu 3000, bật cả pha lẫn cốt. Thì ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi chế độ pha cốt là khi chúng ta bật sang màu 4003 thì nó sẽ có
hai dải màu chính là màu vàng và màu trắng. Đó, thì đây là em sẽ để quay gần lại cho các bác coi. Thì MB này nó sẽ có cái độ pha khá là cao các bác nhé. Đó, thì từ cái phần chân ánh sáng ở ngay trước mặt em ra đến cái đường cắt kia, hiện tại bây giờ em chỉ để nó rơi vào tầm khoảng 2,5m thôi. Và các bác có thể là nhìn thấy khi em bật pha, nó sẽ ra đến tít phía đằng xa kia. Đó, thì MB này nó sẽ cho cái dải pha khá là cao các bác nhé. Rồi bây giờ là em sẽ dương nó lên. Đó, thì các bác có thể nhìn rõ cái biển ở phía đằng xa kia. Rồi, thì bây giờ là em sẽ chuyển sang chế độ khác xem sao. Đây là chế độ màu 4300. Pha vàng cốt trắng cực kỳ là hay. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy là cái phần vàng ở phía bên trên nó rất là cao đúng không ạ? Đường cắt xanh led. Thì những MB của dòng Infica nói chung này thì nó luôn luôn sẽ cho chúng ta một cái đường cắt chế độ cốt phẳng. Cái đường cắt chế độ cốt phẳng như này thì nó sẽ cho cái đường cắt nó đẹp và nó mịn khi mà những cái chiếc xe của chúng ta đồng bộ cả chế độ đèn chính cũng như là đèn gầm đều là bi, thì nó sẽ cho cái đường cắt nó sẽ đẹp và nó hòa hợp với lại cái đèn pha chính ở trên xe của chúng ta. Đó. Còn những cái đèn gầm mà có cái chế độ cốt mà có đường cắt xéo giống như pha thì khi chúng ta độ lên những cái chiếc xe đó để mà căn những cái đường thẳng như thế nó cực kỳ là khó. Rồi thì em sẽ nhảy sang màu trắng, đó, cực kỳ là ngon. Như thế này nó sẽ là bao phê cho các bác luôn. Đó, chế độ pha. Thì em sẽ quay sang cái nhà phía đằng xa kia. Từ đây, từ chỗ cái phần chân ánh sáng mà ra đến cái nhà phía đằng xa kia nó sẽ rơi vào tầm khoảng 250m. Và đến cái biển phía đằng xa kia nó rơi vào tầm 270m. Đó, cực kỳ là xa. Và bây giờ là em sẽ tắt chế độ pha đi để nguyên chế độ cốt. Đó, thì các bác có thể thấy là chế độ cốt nó vẫn cứ dương đến tận cái nhà phía đằng xa kia, cực kỳ ok. Đó, thì các bác có thể nhìn rõ cái nhà hai tầng ở phía đằng xa kia. Đường cắt rất là đẹp và sắc sảo, cực kỳ là ok. Và cái đường cắt này nó sẽ cho độ rộng từ phía bên này cho đến phía bên này, nó sẽ rơi vào ở đây thì con đường phía trước mặt của em nó chỉ rộng có 5m thôi. Thì các bác có thể là thấy là độ rộng nó sẽ tương đương khoảng 3 đoạn đường. Thì em sẽ đứng xa xa cho các bác tiện tham khảo. Đó, thì các bác có thể thấy là cái độ rộng của nó bao phủ từ bên này sang bên này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 12 cho đến 15m gì đó. Thì hiện tại là chỗ em nó hơi nhỏ, đoạn đường này nó hơi nhỏ nên là sẽ không phô diễn được hết cái độ rộng của cái MB này khi mà đưa xuống mặt đường, cực kỳ ok. Đó, thì đây là mới là một MB thôi. Nếu như các bác mà lắp 2 MB lên trên một chiếc xe thì cực kỳ là ok. Đó, thì đây là phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi gầm có cái mã là M617. Đó, thì em đang để ở trên cái chân quay của em đây. Nếu như các bác có nhu cầu thể liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em sẽ để các màn hình ấy, thì bên em sẽ ship COD về đến tận tay cho các bác và bên em sẽ hỗ trợ các bác cái cách lắp đặt lên những cái chiếc xe thân yêu của các bác, có thể là qua Zalo hoặc Messenger. Rồi cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Cảm ơn và hẹn gặp lại.